Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và hôm nay em sẽ đi giai đoạn 3 cùng nghĩa trang Bình Hưng Hòa nha anh chị. Trước mặt chúng ta chính là nghĩa trang Bắc Việt. Đó chính là con đường Bình Long, Bình Long anh chị ạ. Khi mà nhìn vào những ngôi mộ thế này mình thấy rằng là tất nhiên người ta có tiền, người ta muốn xây sao xây, nhưng mà mình thấy xây vậy rất là phí anh chị ha. Thực tế là ngôi mộ ở phía dưới, nhưng mà phía trên họ xây rất là nhiều, rất là nhiều khối bê tông đè lên ngôi mộ, đè lên cái thể xác. Xây như vậy đâu được gì đâu. Em thấy xây như vậy rất là tốn kém mà rất là hoang phí nữa chứ. Đặc biệt ngoài quê em anh chị ạ, thì em thấy đâu đó có những ngôi mộ lên tới 10 tỷ. Những ngôi mộ lên tới 10 tỷ anh chị. À, nhưng mà em chỉ thấy được mộ 2 tỷ nhé. Mộ 10 tỷ thì em chưa thấy. Rất là hoang phí. Em thấy bạn em ở bên Mỹ, ở bên Pháp. À, với lại em thấy có nhiều cái mộ họ làm đơn giản lắm. Chỉ có người Việt Nam thì trong đó có người Việt Nam họ chơi rất là sang. Họ xây rất những cái mộ rất là lớn. Ở ngoài Huế đó anh chị, người ta đi Mỹ á, rồi người ta gửi tiền về. Có những cái mộ mà em thấy hình thôi, người ta xây lên tới 10 tỷ. Lên tới 10 tỷ. Đây là nghĩa trang Bắc Việt trong chùa Di Lặc. Nghĩa trang Bắc Việt trong chùa Di Lặc nha anh chị. Thì ở đây một bên là ok. À, ở đây một bên là giai đoạn 2 và một bên là giai đoạn 3 anh chị ơi. Bên khu bên này là giai đoạn 2. Bên khu bên này là giai đoạn 2 và bên khu bên này là giai đoạn 3 nha anh chị. Rồi, bên khu bên kia là giai đoạn 2. Bên này là giai đoạn 3. Đây anh chị ơi, chạy thẳng ra sau, một bên là giai đoạn 2 và một bên là giai đoạn 3. Bên trong kia có một cái bác đã trang quét dọn, bác làm cũng quen rồi, nhưng bây giờ một mình vào đó thì thấy cũng không có tự tin cho lắm. Có một cái bác các bạn quét dọn trong kia kìa. Đâm thẳng ra anh chị nha, đâm thẳng con đường này chạy ra sau ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa A. Một bên này chính là giai đoạn 2, đâm thẳng ra anh chị ha. Đâm thẳng ra ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa A. Bên đây là giai đoạn 2 và bên đây là giai đoạn 3 nha anh chị. Dạ anh biết rồi. Dạ. Giờ bác qua bằng đường nào? Hả? Giờ bác qua. Bây giờ chú muốn đi á, vô đây á. Chú đi lại chỗ bán nước bảo hiểm đó. Dạ con biết rồi, dạ con biết rồi. Dạ. À, ok, để mình xác nhận hỏi là bác coi. Ủa bác ơi, bên đây là giai đoạn 2, bên đây giai đoạn 3 phải không? Bên đây giai đoạn 3. Bên đây giai đoạn 2. Kia. Dạ. Sao? Đâu bác, bên nào giai đoạn 3 bác? Ủa giai đoạn 2 là bên kia cái hồ hay bên đây cái hồ? Giai đoạn 2 bên kia cái hồ, ở đằng sau là thiêu á, ở đằng sau ở văn phòng á. Là giai đoạn 2. Rồi cái ao mé bên trở về đây là 3. Ồ vậy hả?
Ủa gì vậy? Rồi rồi, cảm ơn bác như vậy rồi. Đây là chùa Di Lặc, bây giờ mình cùng qua các cái chùa kế tiếp. Chùa này cũng lớn đó anh chị. Chùa Di Lặc. Chùa Giác Hải là thuộc giai đoạn 3 nha anh chị ơi. Chùa Giác Hải thuộc giai đoạn 3. Đây là chùa Giác Hải. Giai đoạn 3 thì có tới là 15,3 hecta đất anh chị ạ. Số ngôi mộ bị ảnh hưởng thì em không nhớ chính xác cho nên em không nói nha. Nói ra mất công sai thì mấy anh chị lại phê bình. 15,3 hecta. Và thời gian bốc là đến cuối tháng 30 tháng 4 năm 2025. Ở đây có một số ngôi mộ bốc rồi đó chị, nhìn thấy cảnh đập đồ rồi ha. Những nhà giàu thì họ mới có tiền để mà mua một mảnh đất lớn như thế này anh chị à. Trong chùa Giác Hải thì thuộc giai đoạn 3 hết luôn nha, nha anh chị ơi.
Ok, mình cùng đi ra bên ngoài nha. Đây là bên cạnh ao cá anh chị nè. Bên cạnh ao cá, phía sau ao cá là giai đoạn 1 anh chị. Đó, sau này là 2 hectare ở khu này thuộc giai đoạn 1 anh chị ạ. Và bên khu này thì họ bóc còn một số ngôi mộ nữa thôi. Rồi. Đây là phía sau ao cá thuộc giai đoạn 1 với diện tích là 2 hectare. Đây là khu ao cá của nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Rồi tới đây á, tới đây là thuộc giai đoạn 3 luôn. Đây có trên kia có mấy nghĩa trang công giáo mà em cũng nó cũng thuộc giai đoạn 3 luôn anh chị. Đây cái đoạn này, cái đoạn này thuộc giai đoạn 3 của nghĩa trang Bình Hưng Hòa nha anh chị. Đây, ở đoạn này thì có một số ngôi mộ đâm thẳng vào trong kia là thuộc giai đoạn 3 của nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Bây giờ mình đi vào trong nha anh chị ơi. Rồi. Đây là khu vực ao cá. Bên này là thuộc giai đoạn 3 của nghĩa trang Bình Hưng Hòa anh chị. Cái ao cá đó người ta đã đền bù tiền rồi. Khi nào mà nhà nước cần lấy lại là ông chủ đó ông đi thôi. Ông chủ ông cho thuê cái ông chủ ao cá. Bây giờ nhà nước lấy lại thì ao cá nó đi thôi, bởi vì khu vực đó được đền bù rồi. Trong đây là nghĩa trang công giáo ha. Và giai đoạn 3, giai đoạn 2, cả 3 giai đoạn đâu đó tầm là gần 100 cái nghĩa trang nhỏ. Trong đây họ xây giống nhau y chang luôn anh chị nè. Ủa trong đây họ mới đào, mới bóc cho nên là mình nhìn thấy về cơ bản trong đây là một cái nghĩa trang công giáo. Người ta cùng bỏ tiền ra mua đất anh chị. Cùng bỏ tiền ra mua đất và sau này họ xây lên thì nhìn cơ bản là những ngôi mộ ở đây xây giống nhau luôn. Đó anh chị nói là không mua nhà gần nghĩa trang. Nhưng mà ở Sài Gòn thấy chưa, họ vẫn mua nhà gần nghĩa trang thì có sao đâu. Đó, họ vẫn xây nhà lầu, họ vẫn cắt nhà lầu bình thường, có vấn đề gì luôn anh chị à. Bây giờ nghĩa trang mà cho đất họ qua nghĩa trang họ xây nhà luôn, ở luôn á. Đâu kiêng cử gì đâu, không kiêng cử gì hết trơn luôn anh chị ạ.
giờ nhà nước dám cho dân đất trong đây không, cho là vào xây đây, xây dựng cơ sở trong đây liền. Đây là nghĩa trang Nam Hòa nha anh chị, nghĩa trang Nam Hòa. Và trong đây là một cái nhóm họ xây giống nhau y chang luôn anh chị. Xây giống nhau luôn. Ở bên kia sao họ rào đất làm chi vậy ta? Không biết là tại sao họ rào đất bên kia lại ha. Bởi vì về cơ bản là nhà nước sẽ thu hồi đất hết luôn. Thu hồi đất hết luôn rồi và đền bù giải tỏa. Mà sao không biết sao họ lại. Ở đây có 4 ngôi mộ xây rất là kiên cố, rất là đẹp luôn anh chị. Những ngôi mộ này chắc chắn là có giá đền bù cao nhất là 23 triệu rồi. Có giá đền bù là 23 triệu nha. Và những ngôi mộ này bóc lên cũng rất là khó khăn. Bởi vì muốn bóc được phải đập phía trên ra, xong rồi cái mộ nằm dưới đất mà họ đào xuống phía dưới rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức. Chính vì vậy cái mộ này được đền bù với giá cao nhất và chi phí bóc cũng thuộc nhóm cao nhất luôn anh chị. Chi phí bóc cao nhất là 8 triệu nha. Chi phí bóc cao nhất là 8 triệu. Ok, bên đây là giai đoạn 1. Giai đoạn 1 bên đây bóc xong cũng còn mấy cái mộ thôi anh chị. Bên đây đâu đó tầm khoảng còn 10 cái đi ha. Tầm khoảng 10 cái mộ. 10 cái này là có người thân. À, có người thân đăng ký. Và họ sẽ bóc. Đang bóc dần đó anh chị ạ. Đang bóc dần. Đó anh chị, họ xây công ty xí nghiệp bên cạnh mộ luôn, vẫn bình thường, vấn đề gì hết trơn. Đây đây anh chị, những ngôi mộ này thì có người chăm sóc anh chị, một tuần á, một tuần thì họ lau chùi một lần và một năm cái cơ bản là 1 triệu đó, chủ người thân họ sẽ trả cho người chăm sóc ở đây 1 triệu, một tuần ra lau chùi một lần. Khu này thuộc giai đoạn 3 hết luôn nha anh chị ơi. Rồi khu này thuộc giai đoạn 3 hết nha. Đó anh chị, nhà dân đó, họ sống trước, họ sống ngay trong mộ luôn thì có sao đâu. Thấy chưa, một bên là mộ, một bên là nhà, thì họ vẫn sinh sống bình thường đó. Đây là anh chị, mộ nè, nhà nè, bên kia cũng mộ và nhà luôn thì có xa đâu đúng không. Ok, ở đây thuộc giai đoạn 3 nha anh chị ơi. Giai đoạn 3 không có gấp chị, giai đoạn 3 từ 30 tháng 4 30 tháng 4 2025 mới kết thúc. Cho nên mọi người nhìn chung cũng không ai vội vàng phải đi bóc mộ cả anh chị. Cho nên là mình thấy mộ giai đoạn 3 còn rất là nhiều. Số lượng bóc đi thì không bao nhiêu cả.
Ở đây là một cái mộ đôi kìa, một cái mộ đôi nè, mà bên đây thì họ ghi chữ rồi nhưng mà không có chôn. Chắc là từ gần 20 năm qua họ đâu có cho chôn ở đây gì nữa đâu, cho nên là cái người mất họ đã được chôn một nơi khác rồi. Nay bực ghê, sợ trời nắng cho nên là đeo cái khăn bịt miệng, khăn bịt miệng là không nói chuyện được gì. Rồi, khu này là giai đoạn 1 anh chị ơi. Đây, khu này thuộc giai đoạn 1 nha. Giai đoạn 1 bóc xong rồi, còn đâu đó khoảng 10 cái đó. Trong này tầm 10 cái mà họ bóc dần rồi, bây giờ chắc ít hơn 10 rồi. Anh chị xưởng sản xuất nằm trong nghĩa trang luôn, và họ lắng lên mộ luôn. Cái xưởng này là tăng ca ngày đêm, Tết 29 Tết mới nghỉ luôn đó. Ai nói là gần nghĩa trang khó làm ăn đâu, họ vẫn làm ăn âm ầm luôn. Ở đây là khu nấu bắp nấu bánh rồi đó anh chị. Trong kia là chùa Giác Hải, đây là phía sau chùa Giác Hải nha anh chị, phía sau chùa Giác Hải nè. Đây là những ngôi mộ giống nhau y chang người ta lê. Mình đang đi trên giai đoạn 3 nha anh chị ơi. Giai đoạn 3 thì có 15,3 hectare. Đây, giai đoạn 3 thì họ bóc cũng chưa có nhiều lắm anh chị ạ. Lai ra thôi chưa có nhiều lắm. Hiện nay họ đang bóc giai đoạn 2 là nhiều. Bên kia có hàng sứ đẹp quá anh chị. Thật sự cây sứ nó rất là mạnh mẽ đúng không? Ra bông, ra lá quanh năm, lúc nào cũng tươi tốt, lúc nào cũng thơm cả. Cây sứ nè, bông sứ. Dạ, chào cô.
Mấy khu thuộc chế độ 3 hết nha anh chị ơi. Chế độ 3 nha. Đó, chế độ 3. Thì cái giá đền bù giai đoạn 3 thì không biết cái giá cao nhất nó có phải là 23 triệu hay không. Mà giai đoạn 2 bây giờ giá đền bù cao nhất là chính là 23 triệu. Và giá bốc mộ cao nhất là 8 triệu. Những cái mộ lớn, những cái mộ kiên cố thì cao nhất là 8 triệu. Và những cái mộ đất á anh chị, mộ đất. Trước mặt chúng ta có cái mộ đất nè. Và chi phí thấp nhất là 2 triệu 7. Cao nhất có khi là 4-5 triệu cũng có. Tùy theo cái thi thể trong mộ còn nguyên hay là đã phân hủy hết rồi. Đình thần Bình Khánh. Đó, đây có cái bàn mát quá.